Em đi Hà Nội không? Hả? Không đi à? Không đi mà mang ăn mặc ấm áp thế hả? Áo dày thế. Chuẩn bị đi thì gặp trời mưa rồi, chờ tí cho nó mưa tạnh tạnh người ta đi. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 ngày chơi Tết ở quê hương xứ Nghệ, gia đình dòng sông Lam đã lên đường để ra Hà Nội tiếp tục công tác sau một năm mới. Và như phương án đã chuẩn bị từ trước, tối hôm nay ngày 5 tháng Chạp năm Nhâm Dần, gia đình dòng sông Lam đã hành quân ra Bắc bằng xe khách. Và hôm nay do xe taxi phải chở khách đi xa vào tận Hà Tĩnh, cho nên đã không có xe taxi để chở gia đình dòng sông Lam ra tới địa điểm đón xe đúng như vé xe đã mua từ trong Tết, và đã phải huy động tất cả anh em trong gia đình, những người còn thức, bởi vì lúc này cũng đã là 11 giờ đêm khuya, đường xá trời mưa và phải đi trong những cơn mưa tuy không lớn nhưng cũng rất là rét mướt. Hôm nay, đêm hôm nay trên mảnh đất xứ Nghệ thời tiết cũng rất là khó chịu, bởi vì nhiệt độ xuống thấp và những hạt mưa rào đã làm cho con người cảm thấy se lạnh. Và dòng sông Lam cùng với gia đình đang trên con đường này để tiến ra điểm hẹn. Và dòng sông Lam ngày sáng mai 6 tháng 1 cả gia đình sẽ có mặt tại Hà Nội, và dự kiến trong buổi chiều hoặc buổi sáng mai ngày 6, nếu thời tiết thuận lợi, dòng sông Lam sẽ tiếp tục xuống Phú Lý, nơi mảnh đất rất là đẹp đẽ đã gắn bó với dòng sông Lam suốt 4-5 năm nay. Và dòng sông Lam cũng rất háo hức để quay lại mảnh đất ấy. Và ra tới nơi, dòng sông Lam sẽ lại tiếp tục giao lưu với quý vị và các bạn bằng những hình ảnh, bằng những bài thơ mà dòng sông Lam viết nên, hoặc những đóng góp của những khán thính giả, bạn bè, anh chị em chú bác gần xa gửi dòng sông Lam. Đầu năm mới, dòng sông Lam xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, gia đình gặp nhiều may mắn và thịnh vượng. Và cũng mong quý vị và các bạn tiếp tục cùng đồng hành với dòng sông Lam. Dòng sông Lam xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Vâng, xin hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon trong đêm nay nhé. Thank you.
Ken ra tới đây để tiến chân hai chị à? Chà. Thầy ăn mặc như thế này đi Hà Nội đây. Ăn mặc đẹp mà đi Hà Nội đây. Đi Hà Nội không? Ôi giời. Về Tết rồi lại ra Tết. Có quay xe thôi. Lên luôn hả? Lên 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 đi. Cảnh về Tết ra Hà Nội. Cái phòng hàng, cái tiền. Cái tiền là nó thế nào?